Ở đây có hai cây mai tàn nè quý vị. Hai cây mai này, một cây nuôi, một cây xù. Cái này cây xù nữa quý vị. Nuôi thời gian mấy này nó mới đâm ra. Để mình đo hoành cái cây này. Đo là 51. Cái này đo chỗ cái eo ở trên đó quý vị là nó 51 hoành đó quý vị. Đo đo xuống dưới giúp mình. Ở dưới nó được 70 quý anh chị. Cái này nó sụp hết rồi. Sụp lên tới trên luôn rồi. Sụp tới trên luôn quý anh chị. Cao nó có 20 à. Chiều cao này lấy hết cái đọt chắc cỡ 1m8 anh bạn. 1m8. 1m8 tới đế quý vị. Từ đế lên tới đọt. Cần đều hết rồi. Cái xù này mua đế cũng dữ lắm quý vị. Nó chôn dưới mình không có móc lên đâu. Nó đế khỏi che đó. Đế là khỏi che. Anh lựa rồi á. Này sụ bánh cam mà bạch bạch luôn quý vị. Này sụ cục cục đẹp quá trời quý vị. Chuyên cảnh nó là đóng đều hết anh gì. Chuyên cảnh này sửa rồi ạ. Đất bên này đẹp quá trời. Nở đế đó anh vậy. Chết. Em mua được cái này chị chết rồi, nó giòn nó giòn thế. Nó xù quá chị luôn nè. Đít nở nữa. Đít nở anh chị, như như bút măng vậy đó anh chị. Này bút măng luôn. Rồi lại cái nồi đế, cây này cây số 2 nè anh chị. Này có nồi đế nữa. Thứ hai này thì chân cành nó đẹp rồi. Chân cành là tôi làm luôn nha. Chân cành thì ok rồi, mới chơi rồi. À, chân cành đâu lỗi phải gì đâu. Đúng rồi, đúng rồi. Để mình giờ mình coi cái nồi đế nó là được nhiêu quý anh chị. Nồi đế nó là 95 á quý anh chị. Rồi bút qua đây anh bè. Cái này nó như bonsai rồi. Cái này là cây bonsai. Nó chừng cảnh nó vậy đó quý vị. Cây này cũng nu đẹp lắm. Nu, cây nu. Đó anh Hảo, Hảo chiều cao thử nha anh. Hảo chiều cao 1,5m. 1,5m à? Cái này cao 1,5m quý anh chị. Đo cái cục trên này. Đo cái cổ trên này nó 47 á quý anh chị. 46,5. Rồi rồi được rồi. Để mình đi một vòng soi chân cành cho quý vị xem. Rất là đều. Cần phải chê chỗ nào cũng. Chủ cây người ta sửa chân cành này cũng biết bao lâu quý vị. Đẹp quá chừng quý vị. Cây này bông nó làm sao anh Phát? Bông mấy cánh? Bông hôm nay thường là cây nó tốt là hai cây bên này là cái bông này cũng đẹp đó. Dạ. Bông 5 cánh thường mà đẹp có gì? 5 cánh nhặt á, vàng nghệ có gì?
cái nhỏ mà cái vỏ luôn hả? Nguyên thủy mai nguyên thủy với là trong cánh nó nhạt chứ không có rộng. Cái này là nguyên thủy á quý anh chị, không phải mai ghép mà. Rồi quý anh chị nào xem được clip này muốn giao lưu hai cây mai này thì liên hệ chỗ qua kiểm Phước Vinh đó quý anh chị. Cậu chỗ thao nè. Số điện thoại là 0939505 42 quý anh chị. Rồi mình xin tạm dừng clip tại đây.